Thưa quý vị, như thường lệ, bắt đầu chương trình chúng ta cùng đến với chuyên mục Bạn Có Biết. Khánh Quyền này, khi mà đến với đảo Ngọc Phú Quốc á, thì chúng ta thường nhớ đến những sản vật rất là nổi tiếng. Đầu tiên là đến với vùng biển thì chúng ta thường hay nhắc đến những loại hải sản rất là phong phú ở đây, tôm, cua, cá, mực vân vân. Và một điều nữa đó là nước mắm Phú Quốc nổi tiếng hàng trăm năm nay. Hạt tiêu cũng nổi tiếng lắm đó. Đúng rồi. Và đặc biệt là chó Phú Quốc rất là tinh khôn. Nhưng mà còn một điều nữa, một sản vật nữa, một đặc sản nữa mà ít ai biết tới và chỉ có nơi này thôi, đó là bánh tét được gói bằng lá mật cật. Và phải nói rằng mật cật là một loại cây có tán lá xòe như là lá cọ và được mọc rất là nhiều ở trên núi Hàm Ninh. Hàm Ninh là một ngọn núi cao và dài nhất huyện đảo Phú Quốc. Thông thường thì người dân ở huyện đảo Phú Quốc lấy lá mật cật để làm nón, nhưng mà đồng thời họ cũng lấy lá mật cật để gói bánh tét thay cho lá chuối truyền thống. Để làm bánh thì trước tiên người ta thường phơi hơi héo lá mật cật để cho cọng và lá mềm đi, để tránh khi bị rách khi mà chúng ta gói đó. Rồi sau đó thì lá được rửa sạch, rồi lau khô và bôi một lúc dầu. Gói đồng món tét bằng lá mật cật thì hơi khó khăn hơn, bởi vì bề ngang của lá mật cật hẹp chứ không to bản như là lá chuối. Và một điều khó khăn nữa là khi mà chúng ta gói bánh tét và cột bằng dây á, thì thông thường là người ta cột bằng dây mềm như là dây lát chẳng hạn. Còn ở đây chúng ta dùng gân của lá mật cật. Và Thái biết không, cái bánh có ngon hay không cũng phụ thuộc vào cái kỹ thuật gói, buộc những cái dây nữa đó. Nếu như mà chúng ta buộc chặt quá thì bánh của chúng ta nó sẽ bị cứng và sẽ chín không có đều. Nhưng nếu như buộc lỏng quá thì nó lại bị nong nước và nhão, lúc đấy thì ăn không có ngon. Và một điều Huyền nghĩ là khó nữa, đó chính là cái đòn bánh dài khoảng chừng 30cm đó lại được gói bằng hình tam giác. Chính vì vậy mà bánh tét mật cật ở huyện đảo Phú Quốc không những chỉ ngon mà lại còn lạ, nhìn hình thù rất là đẹp mắt và lạ nữa. Bánh tét nấu chín vừa dẻo chất nếp nè, chúng ta có thể nghe cái mùi vị thơm ngọt bùi bùi của đậu xanh và vừa thơm béo của thịt mỡ, thơm hương đồng cỏ nội của lá dứa, lại có tính giải nhiệt và ngừa và trị được mụn nhọt nhờ nước cốt lá bùn ngót. Và vì không giống với lại bánh tét ở đất liền cho nên là bánh tét mật cật ở Phú Quốc được rất nhiều khách du lịch ưa thích. Họ hay mua về để làm quà như là một món quà của miền đảo vậy. Chính vì vậy mà lâu ngày thì bánh tét mật cật Phú Quốc đã trở thành một đặc sản chỉ có ở Phú Quốc thôi.